Mai Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình thành phố thực hiện. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Phóng sự mô hình phục hồi ảnh liệt sĩ. Học bổng thắp sáng niềm tin kỳ thứ 8 trao cho em Thái Thị Thùy Dương ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, chi bộ trường trung phổ thông Mạc Đỉnh Chi, quận 6 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên ưu tú Nguyễn Thế Nam, học sinh lớp 12A10 của trường. Nguyễn Thế Nam luôn đạt kết quả cao trong học tập, là học sinh giỏi nhiều năm liền. Bên cạnh thành tích học tập tốt, Nam còn là cán bộ đoàn năng động và nhiệt huyết, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu ấn quan trọng đối với Nguyễn Thế Nam, đồng thời giúp em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Và đây là tấm gương sáng để nhiều học sinh của trường noi theo. Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016. Mới đây, Đoàn Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội trại truyền thống 26 tháng 3 với chủ đề Sức trẻ UFM tự tin hội nhập. Hội trại diễn ra trong 2 ngày và thu hút sự tham gia của 1.500 trại sinh và được thiết kế nhiều nội dung hấp dẫn như trò chơi tập thể với những thử thách đầy tính gây cấn và cạnh tranh, đòi hỏi các trại sinh phải thể hiện tất cả những kỹ năng mà mình có để vượt qua mỗi thử thách để có số điểm cao nhất cho cụm trại mình. Ngoài ra, chương trình sân khấu hóa hội trại truyền thống 26 tháng 3 Sức trẻ UFM tự tin hội nhập đã mang lại bầu không khí sôi động náo nhiệt của đêm trại. Nhiều tiết mục đặc sắc được các bạn sinh viên đội văn nghệ xung kích của trường và các bạn trại sinh thực hiện đã thể hiện sự sáng tạo năng động của sinh viên Đại học Tài chính Marketing. Hội trại đã tạo một sân chơi lành mạnh, để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm với tất cả các bạn sinh viên tham gia. Tinh thần đồng đội, chung sức cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn trong các trò chơi đã gắn kết tất cả mỗi cá nhân thành một tập thể vững mạnh. Đó là món quà đặc biệt mà hội trại gửi tới tất cả các bạn. Những ký ức hành trang này sẽ giúp mỗi người vững bước hơn trên chặng đường sắp tới. Hơn 200 đại biểu là đại diện thường trực các cơ sở đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi thảo luận sôi nổi qua tọa đàm với chủ đề vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay do Trường đoàn Lý Tự Trọng tổ chức. Diễn ra trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016. Tọa đàm nhận được sự quan tâm của các đại biểu với nhiều tham luận, nhận định, đánh giá về vai trò của tổ chức đoàn với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, trong giai đoạn mới, tổ chức đoàn không chỉ là người bạn đồng hành cùng đoàn viên thanh niên mà còn phải tự đổi mới mình với các hoạt động, chương trình phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên tham gia vào hoạt động đoàn. Ý kiến của các đại biểu sẽ được Ban giám hiệu Trường đoàn Lý Tự Trọng tiếp thu và bổ sung phù hợp vào các nội dung trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội, thành phố trong giai đoạn sắp tới. Những tấm ảnh của các liệt sĩ đã cũ, phai mờ theo thời gian đã được các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường 4, quận 10 khôi phục. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường thông qua công trình thanh niên phục hồi ảnh liệt sĩ. Những năm gần đây, sức khỏe của mẹ Nguyễn Thị Thuận đã yếu đi nhiều. Thế nhưng, những ký ức về người con trai là liệt sĩ, hy sinh trên chiến trường Campuchia vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của mẹ. Kỷ niệm duy nhất còn lại của người con trai là tấm ảnh cũ đã mờ theo thời gian. Thế nhưng đối với mẹ, đó là kỷ vật quan trọng mà hơn 30 năm qua mẹ vẫn gìn giữ cẩn thận. Các bạn đoàn viên thanh niên phường 4 quận 10 đã phục hồi lại ảnh của liệt sĩ Phan Ngọc Điền, tặng lại cho mẹ qua công trình thanh niên phục hồi ảnh liệt sĩ. Ngày nhận tấm ảnh mới của con trai mình đã được phục hồi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của mẹ. Cách đó không xa, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ba cũng nhận được ảnh đã phục hồi của cha mình, liệt sĩ Trần Bá Sở, hy sinh tại Củ Chi trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vừa hạnh phúc khi đón nhận di ảnh được phục hồi hoàn chỉnh của cha mình, vừa cảm động với tấm lòng của các bạn đoàn viên thanh niên, mẹ Trần Thị Ba chia sẻ. Cái ảnh này là sinh có cũng gọi là quá quý rồi. Hồi trước tôi cũng có cái ảnh mà nhỏ nhỏ vậy, thằng cháu tôi nó giữ, rồi thằng cháu tôi nó cũng có hai cái ảnh nhỏ hơn này một chút,
cũng để nó thờ cúng trong bàn, để cái bàn vậy nó thờ cúng. Tôi cũng thấy mấy chú phường đoàn, mấy cô phường đoàn đó thì cũng có tâm và quyết lòng để mà thăm tôi, thì tôi cũng rất là cảm ơn. Những tấm ảnh được phục hồi từ công trình thanh niên phục hồi ảnh liệt sĩ do các bạn đoàn viên thanh niên phường 4 quận 10 thực hiện mang giá trị vật chất không cao, nhưng đó là món quà ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc, mang lại niềm vui cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường. Thông qua cái chương trình này, chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn đoàn viên thanh niên là phải nhớ tới những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha chú đã đi trước. Chính sự hy sinh này đã mang lại cho các bạn một nền hòa bình ngày hôm nay. Chúc các bạn đã được vui chơi, được học tập và mong rằng các bạn chúng ta vẫn không được phép quên những cái bài học lịch sử đó. Khi mà chúng tôi triển khai cái chương trình này thì đình các thanh niên lịch sử ủng hộ rất nhiều. Tuy nhiên cái ảnh mà hồi đó, hồi xưa mà khi đi chiến tranh thì việc có một bức ảnh để lưu lại rất là khó. Chúng tôi đang dự tính là sắp tới chúng tôi sẽ kết hợp với một số bạn đoàn viên thanh niên khu phố mà học chuyên ngành về kiến trúc và đồ họa. Chúng tôi sẽ phát thảo lại chân dung ảnh liệt sĩ dựa trên cái sự mô tả của gia đình thân nhân để tiếp tục có cái chất liệu để chúng tôi làm trong những đợt sau. Để có nguồn kinh phí thực hiện công trình này, vào những ngày cuối tuần, các bạn đã đến tận nhà các hộ dân thu gom ve chai, giấy dụng để có nguồn kinh phí thực hiện công trình. Không chỉ vận động, tập hợp các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường 4 tham gia thực hiện công trình ý nghĩa bằng các hoạt động cụ thể. Công trình thanh niên phục hồi ảnh liệt sĩ còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các bạn đoàn viên thanh niên. Bình thường một ngày của em á, là bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng là em phải dậy. Là em bắt đầu đi luôn. Đi là em của em thường thường nếu mà nó ở nhà thì nó sẽ chở em xuống hương lộ 2 để đón xe buýt. Rồi bắt đầu từ đó là em đi tới An Xuân. Rồi đi, di chuyển thêm rồi đi làm. Còn lúc em cũng có đạp xe đạp đi làm. Từ lớp 12 là em cũng cái hoàn cảnh mình nói vậy mà em mà định nghỉ học rồi, nhưng mà em mới nghĩ là bây giờ nếu mà mình nghỉ học là không có ai mà nhưng mà nghỉ học thì cái kiến thức mình nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Là em muốn phấn đấu là muốn mình đi học tiếp để có thể thay đổi gia đình mình nhiều hơn, làm cái công việc đó giống như phụ giúp được gia đình được bao nhiêu thì làm, còn bên cạnh đó thì mình vẫn phải cố gắng mình học. Ngày trước mà khi ba chưa có bị tai nạn á thì cuộc sống ba mẹ làm thì cũng sắm sửa đồ rồi cũng nhiều lắm, cuộc sống thì cũng bình thường, cũng không giàu có nhưng mà cũng sung túc đầy đủ. Cảm giác cũng giống như bị hụt hẫng khi mà biết ba mình không có đi lại được nữa. Ở lúc đó cảm giác như là nó hụt hẫng, mất hết tinh thần luôn. Tại vì em của em lúc đó còn quá nhỏ, chưa đi học nữa, mà mẹ thì em lớn rồi, mà bây giờ tự nhiên ba bị vậy là không có ai lao động được không. Lúc đó là cái cảm giác của em nó mệt mỏi, nó cần một người nào đó để chia sẻ. Là lúc đó em ôm mẹ chỉ có biết khóc thôi chứ rồi không có biết nói gì thêm nữa. Em cứ suy nghĩ là giống như mỗi người được sinh ra thì người ta sẽ có một cái hoàn cảnh riêng của họ. Thì giống như mình thì mình đã cuộc sống đó giống như cực khổ vậy thôi, thì mình cứ tự cố gắng mình bước vươn lên thôi, cứ bước tin tưởng vào cuộc sống thôi, chứ mỗi ngày tự phấn đấu tự cố gắng vươn lên thì em không có gọi là tự ti hay gì hết. Hồi đó trước khi ổng ấy là tôi với ổng hái rau bán rồi không có tiền, ổng bị như vậy thì con cái nhà còn nhỏ, tôi nó đi học không có tiền, tôi mới đi làm ve chai từ ngày đến giờ luôn. Mình biết người đó quen á, mình hỏi
có chai con trong mớ rồi người ta cho mình đi lụm đi chai giờ lụm không có mà rồi người ta người này người kia cho có người không cho nữa người ta đuổi đi. Tôi ước mơ có này có tiền, tiền con tôi đi học được. Nó hiền hậu lắm, ăn rồi đo lo đi học hành không, ráng lo học. Thậm chí mà em nó chở mà nó còn ngó cái tấm giày mà học nữa, chở đưa đi học. Trong thời gian qua thì về phía xã đoàn cũng có trao học bổng và phối hợp với một số đơn vị để trao học bổng cho em Dương. Muốn tạo cái điều kiện em có thêm cái thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình đó, thì cũng có giới thiệu em làm thêm một cái việc bán thời gian vào cái ngoài cái giờ học để em có cái thêm thu nhập. Mặc dù trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn thì Dương cũng như là gia đình cũng có nhiều cái cố gắng để vượt qua cái hoàn cảnh. Em nó cũng rất là hiền lành, hoạt bát, hòa đồng với mọi người ở hàng xóm xung quanh cũng như là với cái các bạn lực lượng đoàn viên ở địa phương. Trong cái hoàn cảnh đó khó khăn đó thì em cũng cố gắng để mà đi làm thêm kiếm tiền để học tập. Rồi cũng sắp xếp cái thời gian để tham gia các hoạt động đoàn và giúp ích cho xã hội và giúp ích cho địa phương này. Ước gì nó có tiền nó đi, em có tiền người ta cho nó cũng ước gì nó đi làm cái kiếm tiền cũng phụ tôi. Cái ước mơ của em là em sẽ đầu tiên là em muốn nói mình hướng tới mình là một cái gì mình là một công dân hoàn thiện tốt hơn. Nhưng mà cái ước mơ đó em sẽ không từ bỏ. Em nghĩ chắc trong tương lai là em sẽ trở thành một cô giáo rất là yêu trẻ. Tại vì xong rồi trong quá trình học đó là em cảm nhận được cái tình yêu thương mà từ thầy cô truyền đạt qua cho mình đó. Nó giống như trẻ con rất là dễ thương mà cái ước mơ đó bây giờ nó đang rất là mãnh liệt đối với em. Quý vị và các bạn thân mến, học bổng thắp sáng niềm tin từ lâu đã rất quen thuộc với tất cả chúng ta, mang đến những suất học bổng nhằm hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục con đường học vấn của mình và trở thành một công dân có ích cho xã hội. Và sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của em Thái Thị Thùy Dương đến từ ấp 1 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, hiện là học sinh trường trung cấp Việt Hoa, chuyên ngành sư phạm mầm non. Học bổng thắp sáng niềm tin do Truyền hình Thanh niên và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã có mặt tại đây để trao suất học bổng trị giá 15 triệu đồng cho em Thái Thị Thùy Dương. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chính và quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay, đó chính là phần trao học bổng thắp sáng niềm tin cho bạn Thái Thị Thùy Dương. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Lê Văn Minh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đại diện Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tài trợ chính cho học bổng thắp sáng niềm tin, lên trao phần học bổng tượng trưng cho em Dương. Xin kính mời anh Minh. Thì hôm nay rất là vui khi mà được trao suất học bổng đến với em. Thì cũng rất là mong em sẽ có thêm niềm tin, động lực. Mặc dù là suất học bổng thì cũng không phải là quá lớn, nhưng mà hy vọng là cũng sẽ giúp được em và gia đình một phần nào để em đạt được cái ước mơ học tập của mình. Em kính chào các anh chị. Hôm nay khi mà em nhận được học bổng này thì em trước tiên là em xin cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các anh chị trong Đài Truyền hình Thanh niên thành phố đã tạo điều kiện cho em có thể có được cái học bổng này. Nó là một cái chúng ta có thể vỗ tay cổ vũ cho bạn Dương được không ạ? Đấy là một
cái đó vì nó chấp cánh cho em có thêm một cái ước mơ để em có thể đạt được tới cái ước mơ của mình, và có thêm cái nghị lực để em có thể mà hoàn thành cái công việc học tập của mình, để đưa gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo, và cũng như là mình sẽ tự bản thân mình sẽ phấn đấu để có thể trở thành một người công dân tốt hơn nữa. Em xin cảm ơn. Cảm ơn Thùy Dương rất nhiều, và ông Quý tin chắc rằng suất học bổng này sẽ là một phần quà mà chương trình gửi tặng đến bạn và cũng gửi tặng cho gia đình của mình. Cho nên là ngay bây giờ chắc là sẽ mời ba và mẹ của bạn Thùy Dương cùng tiến lên phía trên để chúng ta cùng nhau cầm tấm bảng biểu trưng này, nhận suất học bổng này luôn và tiếp tục nhận những phần quà khác đến từ chương trình. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Tấn Hưng và anh Huỳnh Tấn Khương đại diện đoàn tổng công ty cũng tiến lên để trao quà cho gia đình của mình. Hôm nay đến với chương trình phát sáng niềm tin thì công đoàn tổng công ty có món quà xin phép được gửi tặng gia đình. Chúc gia đình cô chú cũng như là bé Dương được nhiều sức khỏe. Rồi riêng em thì sẽ học thật giỏi để hoàn thành ước mơ của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay thì đại diện của đảng ủy, ủy ban, xã cũng có phần quà muốn gửi tặng đến gia đình. Xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, và phần trao học bổng cũng như là rất nhiều phần quà dành cho em Thùy Dương trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là em Thùy Dương sau khi nhận được suất học bổng cũng như là những phần quà này sẽ có thêm niềm tin, có thêm động lực để tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình và trở thành một công dân có ích như cho xã hội như là em đã mong muốn nha. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình trao học bổng thắp sáng niềm tin của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kỳ sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của chương trình 21 giờ 10 thứ hai trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên kênh HTV7. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi thư về địa chỉ Ban biên tập chương trình truyền hình thanh niên, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Email truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh a@gmail.com hoặc số điện thoại 0838 298 669. Còn bây giờ, Mai Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.